Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà đến với anh Hoa, làng Hoa Trăm Tuổi. Với hai số hotline quen thuộc 0708999879 hoặc 0767114111. Rồi cả nhà ơi, thì hôm nay chúng em có chuyến hàng đến Vũng Tàu với những mặt hàng gì thì cả nhà được rời màn hình. Chúng em sẽ lên hàng như thế nào, sẽ quay chi tiết cho cả nhà xem nha. Let's go! Đó cả nhà ơi, thì trước màn hình cả nhà đó là những mét cỏ nhung nhật sa đéc rất là dày luôn và cỏ rất là xanh mướt luôn. Thì quý anh chị có nhu cầu muốn mua mặt hàng cỏ nhung nhật thì nhanh tay gọi vào hai số hotline rất là quen thuộc của anh Hoa, đó là 0708999879 hoặc 0767114111 nha cả nhà. Wow, rất là tuyệt vời luôn đúng không cả nhà ơi? Cũng cảm xin lỗi hai chị nhà, anh chị nào có nhu cầu mình trang trí sân vườn mình trồng cái mặt hàng cỏ nhung nhật này cả nhà. Nó sẽ cho mình một cái hạt cỏ xanh cực kỳ là đẹp luôn. Đặc biệt là mùa này nè cả nhà, cỏ rất là dày, rất là đẹp luôn. Đó thì tụi em dẫn cung cấp cỏ nhung nhật với số lượng lớn luôn. Thì ngoài những cái mặt hàng cỏ nhung nhật này, không biết bên mình còn cung cấp những mặt hàng nào nữa không chị? À thì mình mua cỏ nhung nhật thì anh Hoa nhận cung cấp cho mình những cái giá thể để mình trồng cây luôn. Như là trước màn hình của quý chị nó là những cái bao tro lớn đó cả nhà, để về mình trồng cỏ hay hoặc là mình trồng cây gì cũng được hết. Đó, hiện tại cái bao tro này rất là lớn luôn. Đó, thì quý anh chị cần những mặt hàng giá thể để mình trồng cây thì anh Hoa nhận cung cấp những mặt hàng tro nè, trấu, xơ dừa, đất sạch luôn. Đó, mình trồng rau sạch thì phải có đất sạch nha cả nhà. Đó, rất là bự luôn. Cái bao này khá là lớn luôn đúng không em? Dạ đúng rồi chị, cái bao này nếu mà trung bình thì nó khoảng tầm là mười mấy đến hai mươi mấy ký luôn. Tùy theo là nó khô hay là nó ướt á chị. À là tro này mình đã qua xử lý hàm lượng mặn rồi. Nên là khi mà mình quý anh chị mua những cái mặt hàng tro này về á thì rất là đảm bảo cho cỏ của mình trồng nó không có bị vàng hay là bị ảnh hưởng gì hết. Nên là quý anh chị cần những mặt hàng tro như thế này hay hoặc là những mặt hàng cây kiển thì nhanh tay gọi vào hai số hotline nha. Đây trước mặt hàng của quý chị đó là hồng nhung siêu bông cả nhà. Đó, hàng đang ôm nụ rất là đẹp luôn cả nhà ơi, đó rất là sang hoa luôn cả nhà, thấy những cái nụ bông đó đó nó rất là đẹp mắt luôn. Thì em cung cấp hồng nhung này với hai màu nha cả nhà, đó là màu đỏ và màu vàng nè. Đó, anh này mua về mỗi hứa một ít để anh này mua để trồng nón rễ cả nhà, với những cái mặt hàng như là lá màu vàng kim nè, sứ thái đỏ và vàng và trắng nè, và những cái mặt hàng son nhái nè, và hồng ghi, và những cái mặt hàng cao đỉnh trắng hay giống được cả nhà, tụi mình cắt đầy đủ cho cả nhà luôn. Wow, thì cái mặt hàng hoa hồng ri này nè cả nhà, thì thường thường là trang trí cho những cái khu resort, những cái nghỉ dưỡng hoặc là đặc biệt ngôi nhà mình, thì mình trồng ở đâu đâu cũng đẹp. Và đặc biệt thì hoa hồng ri này có hoa quanh năm luôn đó, với một cái tên rất là dễ thương, hồng ri nghe cả nhà đó, với màu những cái màu sắc hoa rất là tươi thắm, rất là đẹp luôn. Và đặc biệt thì cái cây này nó có hoa quanh năm, dễ trồng, dễ săn sóc. Và đặc biệt luôn thì bên cạnh đó anh Hoa nhận cung cấp những mặt hàng cao luôn. Đó, như trước màn hình của quý chị thấy đó là cao bụng trắng. Đó, thì cái hàng này là nóng khoảng tầm là 20 xăng nha cả nhà, khoảng 2 tắc đó cả nhà. Đó, và cao vuốt lá khoảng tầm 2 mét, từ 1m7 đến 2 mét. Hàng dâm ủ lá cực kỳ là đẹp luôn, cả nhà thấy cái lá không? Nó rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đó, thì cái nhỏ em gái của em nó đang bung cái chợ, cái cao cho cả nhà coi đó cả nhà. Này, cái hàng này phát triển cực kỳ luôn cả nhà ơi, đây cho cả nhà coi. Quá là đẹp luôn cả nhà, hàng này là hàng dâm ủ cho cả nhà, cây đó phát triển cực kỳ tốt, một bộ rễ nó ăn đầu cho cả nhà, cái lá cũng phát triển xanh ôm luôn. Hàng này cao phải tầm là 2 mét có con cho cả nhà, em cao cái táo rất cao, em bắt đầu thành rất là cao luôn, có ra tút lên mà cả nhà thấy không, hàng này phát triển cực tốt luôn. Cả nhà cần những cái mặt hàng cao bụng trắng nên ta chốt đơn với Hoa nhà cả nhà ơi, qua hai số hai quen thuộc 0708999 hoặc 0767114111 lên cho các nhân viên tư vấn và giá cụ thể cho cả nhà luôn. Thì ngoài cái mặt hàng cao bụng trắng lên trong này cho cả nhà xem, chúng em còn cung cấp một số mặt hàng cao kỹ khác như là cao thủy trồn nè, cao ăn trầu nè, cao xăm banh nè, cao đài long nè, chúng em cung cấp tất cả các mặt hàng cao các loại cho cả nhà luôn. Đó, thì qua đây cả nhà cũng biết là anh Hoa đã giao nhận cung cấp trên những cái mặt hàng nào rồi. Thì quý anh chị ơi, trong thời gian qua thì anh Hoa rất là vui được quý anh chị luôn yêu thương và đồng hành ủng hộ gia đình mình. Và rất là mong rằng trong thời gian sắp tới sẽ được sự yêu thương nhiều hơn nữa của quý anh chị nha. Đó, thì shop anh Hoa làng Hoa Trăm Tuổi có địa chỉ 150 khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông, thành phố Hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, với hai số hotline quen thuộc 0708999879
hoặc 0767114111 cả nhà. À, rất là tuyệt vời. Wow, rất là tuyệt luôn đúng không cả nhà ơi? Tiệm cung cấp cây kiện cỏ hãng cho cả nhà tha hồ mình lựa chọn luôn nha. Đặc biệt là quý vị nào mình có nhu cầu mình trang trí sân vườn hay mình thi công không chỉnh cả nhà, tụi em đều cung cấp đầy đủ cho cả nhà từ các mặt hàng cây kiện cho cỏ hãng luôn. Thì ngoài những cái mặt hàng hôm nay chúng em quay ra cho cả nhà xem, thì tụi em còn có một cái kênh fanpage nữa, đó là Anh Khoa Lại Hoa Trăm Tuổi. Nên đó chúng em sẽ phát những cái video trực tiếp đúng vậy để quý chị coi nhất là thực tế nhất có thể luôn. Đó thì cả nhà ơi, qua đây thì cả nhà cũng biết là anh Hoa đã nhận cung cấp những mặt hàng nào rồi. Thì quý anh chị có nhu cầu muốn mua thì gọi vào hai số hotline quen thuộc 0708999819 hoặc 0767114111. Đó thì cũng gần tới lại 2 tháng 9 rồi. Thì anh Hoa xin chúc quý anh chị và quý khách hàng luôn yêu thương anh Hoa có một ngày, những ngày nghỉ lễ 2 tháng 9 thật là vui vẻ và thành công và luôn luôn là hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Và anh Hoa cũng thông báo với cả nhà là anh Hoa làm tất cả các ngày lễ lớn và những ngày Tết luôn nha cả nhà, làm full luôn cả nhà. Nên cả nhà cần những mặt hàng nào thì nhanh tay gọi vào anh Hoa với hai số là cực kỳ là quen thuộc và yêu thương luôn, đó là 0708999879 hoặc 0767114111 nha cả nhà. Thì tụi em live phải lập với cả nhà vào buổi trưa, thì xin những cái like clip ở đây và chúc cả nhà có một ngày làm việc thật là vui vẻ, mát mẻ và luôn luôn thành công sống khỏe nha cả nhà. Bye cả nhà yêu.